Rồi, hello anh em. Hôm nay em lại về được một lô đất nữa anh em ạ. Hôm nay em về được một lô đất gồm có chỉ có 3 con lên cầu thôi nha anh em. 3 con lên cầu, còn mấy con lên cầu bên đây là cái lô cũ của em à. Đó. Chỉ có 3 con lên cầu thôi. Còn 3 con còn lại là cái lô cũ của em. Đẹp ghê không anh em? To ú nù đó trời đó, có cái con này nè đó, anh em thấy không, con này nè đó, con đang nhảy trên cầu, cái đầu cực kỳ đẹp nha anh em, đầu tròn xoe to đùng đó, con này nè anh em đó, đầu tròn xoe to đùng. Rồi em về được 16 con nằm mổ nữa à, 16 con nằm mổ. Thì cái lô đất nằm mổ cũ của em á, thì em nuôi khoảng 3 ngày là bắt đầu nó lên cầu dần rồi. Này, con này chuẩn bị lên cầu nè anh em. Hứa luôn, con này mà bây giờ tách qua lồng là lên cầu nè. Đó, con này nè. Đó. Rồi ok. Hôm nay giá đất nó hạ nhiệt được một tí nha anh em. Em bán cho anh em á, đất lên cầu hay nằm mổ gì cũng vậy, em bán là 430.000 nha anh em. 430.000 một con. Lên cầu hay nằm mổ gì cũng đồng giá hết. Chim mới về thì có con này nó hơi yếu nè anh em. Đó, nó vẫn há miệng nè. Đó, cái con này nè. Đó. Chấm miếng nước nữa nha Nghĩa. Đó, rồi ok anh em. Giá đất con nha anh em. Lên cầu nằm mổ, biết mổ không biết mổ gì cũng vậy hết á, 430.000 à. Thì chim đầu mùa thì giá hơi căng thẳng tí nha anh em. Rồi em lên tiếp cái mớ này nè anh em. Hôm nay em về được hơn 60 con thang, 60 con đi cho nó dễ. Thì đây là cái mớ, trong đây là có 3 con thang mới, còn lại là thang cũ nè. Đó, nhưng mà cái lô em mới về đây nè. Đó, nguyên một cái dãy hàng bên đây nè là lô em mới về. Thì em để những cái con mà to dài đẹp, em để cái hàng trên cùng đây nè anh em. Đó, anh em thấy con chim kinh điển không? Rồi để em quay sang thử con kế bên cho anh em xem. Đó, rồi con này nè, rất là cao cầu nha anh em, lanh chim khỏe mạnh. Đó, rồi đây nè. Đó, rồi thì anh em đây ví dụ đây nữa đi. Đó, anh em thấy không, rất là to. Con này thì nó đang còn ướt nước cho nên nó không có ra được bộ đâu anh em. Rồi đây nè, kinh nhân điển. Đó, rồi anh em có thời gian anh em cứ ghé quẹo lựa. Còn nếu anh em không có thời gian á, anh em cứ tin tưởng tiệm của em, anh em cứ kêu lựa giùm con, em hứa luôn, đã kêu lựa giùm mà mình lựa con chim không ra cái gì hết, người ta cười vô cái mặt của mình. Em ví dụ đây nè. Đó, này là em phủ bớt một tí vô con chim, nó tỉnh, hơi tỉnh tí nha anh em. Đó, cho nó tỉnh con chim tí. Con này cái nết nhảy rất là dở nha. Con này mẫu thì đẹp nhưng mà nó nhảy xong rồi nó ôm cái thành lồng luôn, chứ nó không có chịu nhả cái chân ra. Đó, còn ông nội nào ở đây quýt. Đó, rồi em còn lại em nói em về được 60 con mà còn mớ em hết lồng ra rồi thì em lại bỏ tập thể trong đây. Đó, anh em đừng tưởng chim trong đây là chim đẹp nha, không phải đâu, không có chỗ để tạm vô đó thôi chứ không phải đâu nha anh em. Đó, thì đợt này than, em nói đợt này than về hàng đẹp nha, than đợt này đẹp, em công nhận là hàng đẹp đó. Anh em cứ ghé mua ủng hộ bên em. Đối với mặt hàng than thì bên em bán xưa nay rất là lâu rồi. Bên em bán từ khi thành lập tiệm đến giờ là vẫn rất là chuyên về bên than, đi bài bản đàng hoàng. Một con than mới về đó, bên em là nước cám đầy đủ hết. Thì trong quá trình em nói là chim bổi luôn nha anh em. Đây ví dụ mấy con bổi đi, một con chim bổi anh em nhìn nè. Đó, sâu cám đó,
khâu cám là lúc nào cũng phải có nha anh em, để mình tập cám dần luôn đó, thấy không, sâu cám để mình tập cám dần luôn thì đỡ được giai đoạn nào hay giai đoạn đó cho người chơi thôi. Chứ còn giờ về thì anh em bắt đầu, ví dụ về mà mình ngại ngại á, em chỉ bỏ mỗi sâu thôi hay là mỗi dế thôi, nói chung bỏ mồi tươi thôi á, thì con chim ăn đó, con này mới quýt nè anh em đó, em bỏ mỗi mồi tươi không á thì con chim nó khó tập cám nha anh em. Chỉ bỏ mỗi mồi tươi không thì anh em về tập cám nó cũng cực thôi, thì mình cứ đốt cháy giai đoạn, hỗ trợ qua lại, hỗ trợ được tí nào hỗ trợ. Rồi ok, than bổi bên em đó nha anh em. Đợt này về em kiểm tra cũng hơi bị kỹ, không có một con nào có bông cả, không có một con nào có bông nha anh em đó. Em vẫn bán bình thường cho anh em là than bổi 250 một con nha anh em đó. Than bổi 250 một con. Đợt lô hàng này không có con nào có bông, con này đang mổ sâu trong cám nè anh em. Ở con lồng xanh lá, con lồng xanh lá em đang quay nè, mới qua đây nó mổ cám, mổ sâu gì trong đây nè, mổ sâu anh em ạ. Đó, đối với em than bổi là 250 một con. Bông hay không bông gì em không có quan trọng, tại bông giờ em nói khó khi nào mà nó được chừa sót cho mình. 3 cộng bông là không có đâu, 2 cộng có, còn từ 3 cộng đổ lên không bao giờ tới tay mình. Em ra bữa giờ em cũng ra chắc cũng phải mấy ngàn con than rồi, 1 cộng 2 cộng có chứ còn 3 cộng là em không có thấy rồi đó. Đó. Rồi ok, thì anh em cứ ghé quẹo lựa nha, 250 một con nha anh em. Thì em vừa nuôi lộng cho nó sống, vừa bán cho anh em, vừa tập cám luôn nha. Đó rồi, thì cái mớ hàng cũ á, con nào mà lên cám em cảm thấy cám của nó cứng rồi, tách ra lồng ok rồi, thì em mới bán than cám cứng cho anh em nha. Rồi ok anh em. Ông nội này quýt nè, quýt tiếng rất là cao nha anh em. Đó, đó, thấy không? Đó. Đó, nói thì mình không có, nói chung là uy tín mà, nói thì không có nói xạo, kêu quýt mà ở đây ông nội nào mở máy cho nó quýt rồi kêu không thấy cái mỡ nó mỏ, không thấy mỏ mà kêu quýt là chuyện xạo xạo. Đây, ở trong đây là có 3 con mới nè anh em. Con này với con bên đây nè anh em là mới nha. Đó, còn lại là của em là hàng cũ. Hàng cũ thì em còn được 1 2 3 4 5 6 con. 6 con hàng cũ. Rồi, tiếp tục nè anh em. Bên em á quả mi. Em nói là hôm qua em về được 50 con. Về được 50 con. Đó, thì em sau khi test chống máy, nói máy thì không biết có test ra không, chứ chống thì em test ra cũng được khứa khứa. Đó, em test ra chống máy. Cái này cũng phủ cho nó tỉnh con chim nha anh em. Cái riêng bộ mi, cái độ rút của nó, cái độ đâm lồng của nó hơi bị mạnh, cho nên nó sẽ hay bị chóc, hay bị chóc đầu. Đó, cho nên là buộc phải phủ bớt một phần. Đó, con nào trên đây mới hót luôn nè. Đó, rồi thì sau khi em test chắc chắn con nào hót rồi thì em sẽ ra lồng như thế này. Chứ không phải là ra lồng bán giá riêng đâu. Anh em cứ qua tiệm của em mà thấy đứa nào mà bán giá cao hơn này nọ, anh em cứ thông báo cho em. Em hứa luôn, 1 phút 30 giây lên đường đi về nhà. Đó, đối với em, mi bổi, hàng đẹp, hàng như thế nào, cũng như thế đó, là đúng giá. Thông báo trên clip chứ không có phải là anh đọc giá một đường rồi lên đến nơi anh báo giá một nẻo là không có. Mi bổi bên em là 1.800.000 một con nha anh em. Chim hót rồi, tách ra lồng. Đó, để anh em dễ dàng lựa chọn. Đây, mấy con em tách ra, hót nhồi ra ở đây. Đó. Rồi còn cả mớ ở ngoài đây nữa đây nè anh em. Cái mấy cái lồng ở ngoài đây nè. Đó, là cũng mấy con mi mà nó hót rồi. Đó rồi em tách ra. Rồi tiếp tục nha anh em.
cái này em quay sơ thôi, là lửa Gia Lai, lửa Gia Lai đuôi dài. Hiện tại bên em về lửa bổ nha anh em, đuôi từ 18, từ 18 cộng đó, cho đến 21,5. Đó, cái vàng này là vàng 19 nè, tôm lụ là hơi bị nhiều luôn đó. Em về được vài chục con, nói chung là để em tính tính coi, nó nói chung là 20 mấy con á đó. Hàng này hàng 18 nè anh em đó. Rồi hàng 20, hàng 20 em ra lồng hết rồi, hàng 20, 21, 21 cộng em ra lồng hết rồi. Đây hàng này là gần 20 luôn nè anh em đó. Kinh nhân điển con lửa, lửa Gia Lai, cái bản đuôi cực kỳ đẹp nha anh em. Giọng thì khỏi phải bàn, mà nói đây là lửa bổ nha, đây là 19,5 đổ già nè. Con đứng trên cầu tôm nè anh em, con đứng trên cầu tôm nè, bản đuôi cực kỳ đẹp nè anh em đó. Đó rồi lửa bên em á thì em bán lửa bổi, mà em bán theo đuôi nha anh em đó. Anh em cứ liên hệ với bên em, bên em báo giá, còn ơi em báo giá trực tiếp ở trên đây cũng được đó, nhưng mà nó sẽ khó tại bây giờ báo anh em nhìn có ra cái bộ đuôi đâu đó, qua đây bắt ra đo đuôi tính tiền vậy đó. Giả đây mấy con nó ra nè, đuôi 20, 21 nè, 21 cộng này nọ, 20 cộng gì, nó ra mấy cái lồng đây nè, bổi rặt nha anh em đó. Còn đây cái vàng dưới đất đây nè anh em, là cái vàng mi bổi nha, cái vàng mi bổi hót rồi ra lồng đó. Còn có cái này bữa giờ anh em cũng dí hoài mà không có về được, hôm nay về được có 2 con nha anh em. Hôm nay em về được 2 con thang mái bao đẹp luôn nha anh em. Đây một con nè, đó thang mái nha anh em. Con này thì cái bản cánh của nó rất là to nha, mẫu đẹp to, chim to. Còn con này nó dài lắm à, dài thước tha luôn, cái bộ mái mà nó dài như vậy cũng khó nha anh em đó. Đuôi cứ đánh tanh tách lên vậy đó. Rồi ok anh em cứ ghé quẹo lựa nha. Mi hôm nay em mới chính thức mở bán, hôm qua là em bán là chỉ con nào hot tại chỗ rồi em mới bán nha, chứ không có bán ba cái hàng mà về không biết hên xui như thế nào. Rồi ok anh em nha, cảm ơn anh em ủng hộ trong thời gian vừa qua. Chim cảnh quận 10 xin thân kính chào anh em ạ.